Ủa đặt ở ngang cái đường ngang đó luôn hả? Dạ, đường thẳng đường á. À. Nó đi vô à. À. Mà này đặt có mồi, có răng này ngon nữa. Rồi ngon nữa hả? Để tao chắp chuột trái xuống nước, tôi chắp dài dài mới được. Đấy, trong kia có giống như là thức ăn cho cá là bột viên đó bỏ. Đang đặt nò để mà sáng ngày rửa thử xem. Ủa đĩa mình đĩa vậy rồi nó có bị ngã xuống không? Nằm ngang luôn hả? À. Có mới gái mới nãy nè. À. Dạ cái này mà muốn có để phải nhiều lắm mới vô chứ. Vậy hẹn như cá hay tôm lượng nhiều nó mới chung vô mới được. Mắc hả? Nó bao nhiêu cái? Anh bắt được không anh? Mai rửa hả? Ủa sao mình không kéo luôn cái dây thì mai cái mình cột cái dây mai mình kéo luôn lên. Đây nè, chỗ này có dây nè. Chắc cũng có ít con chứ. Như vậy hả? Wow. Ủa hình như chủ yếu cá không à? Wow, quá trời luôn nha ta. Rồi, trúng đậm rồi. Ồ, có câu suốt ra rồi. Tục hả? Wow. Cái này còn tiêu đúng bài. Dốt mê lắm. Có tôm không kìa. Nó không vũ hết chúng luôn nè anh giá. Vũ nè. Vũ hai đậu nè. Đậu này nhiều. Mà lấy giữa ha. Nó ngọt ngoài vậy đó. Phải sáng ngoài nó thiên. Không ngoài là ba không bị. Rồi có phì có mấy cái phải con sừa sợ giờ nó đi chỗ khác. Tôm gì vậy? Có nghe ta hả? Lượng tôm gì ăn gì? Hôm nay tôm bạc mà. Trời cũng có được ít ít. Có con gì á? Có kèo. Tôm bạc này gì chứ hay có cá bóng ấy nè. Cái nội vô vậy thôi rồi nữa. Đâu? Đây còn con nè. máu. Đầu nó máu. Cái đó chưa? Nè cá này. Cá tôm. Nè. Đây. Không tôm nó kho kho mặn cũng nhiều tôm với bộ nhiều nhiều quá vậy tôm này giờ làm gì mày bạc không mày màu giờ làm đừng có đâu này. Thôi đi, nó con có kèo này. Nó phi hỏi. Cá rô hả? Cá phi con. À. Ơi, chân mèo. Mèo chân rắn quá. Cái này. Cái gì con hẻo rồi. Để bắt hả? Rồi cho phần rồi, cho phần rồi. Cái nồi dưới đây là 5 cái nồi là nó được 5 gấp 5 rồi. À. Tại vì đặt diện tích nhỏ xíu mà. Ừ đúng rồi, diện tích nhỏ mà vô bấy nhiêu cũng là nhiều lắm rồi chứ bộ đâu ít đâu. Tạm ta đặt lần 5 mấy cái không? Mắc có ngoại không mua. Nè. Cái đó tự làm được nè. Cái cũng khó làm. Bao cho mẹ cái. À đúng rồi, có màu thêm nhiều nữa ngâu ha. Rồi, lên vô. Ở đây lại kia để đây lại kia rồi để.